Hôm nay, Tuấn Hoa Vương xin chia sẻ đến quý anh chị thông tin về tuổi thọ cõi trời của các chư thiên so với cõi phàm giới mà Đức Phật đã từng nhắc đến và được ghi chép lại trong các kinh điển. Trong kinh điển ghi chép có đến 28 cõi trời khác nhau, nhưng trong video này Tuấn Hoa Vương chỉ chia sẻ đến quý anh chị tuổi thọ ở 6 cõi trời dục giới, là những cõi trời gần với cõi phàm giới chúng ta nhất. Kính mời quý anh chị cùng tham khảo chung. Nghe đến cõi trời thì ai cũng ưa cũng thích. Đâu đó trong kinh sách mà quý bạn hữu đã đọc hoặc do quý sư giảng, thì cõi trời là nơi hạnh phúc, an lạc, là cái nơi thành tựu phước quả, được hỷ mãn ngũ dục công đức. Như vậy, nghe về cõi trời thì nhiều mà chưa ai từng thấy, ngoại trừ các bậc có thắng trí, có khả năng siêu phàm, mới có thẩm quyền thấy biết và kể lại. Dường như trước đây ai cũng hiểu khái quát rằng cõi trời là nơi đẹp lắm, tuyệt mỹ lắm, kỳ thú lắm, hạnh phúc và an lạc lắm, thế thôi. Có người lại hiểu lầm, cứ đinh ninh cõi trời chỉ có một ông, một vị thần hay một vị thượng đế nào đó, và mọi quyền tài phán, định đoạt vận mệnh vui khổ, hèn sang, phước tội của con người đều ở trong tay ông ta cả. Xem video này, mọi người sẽ thấy rằng, hóa ra cõi trời không chỉ có một ông, một ngài, mà có vô lượng chúng hữu tình, cộng cư ở đấy. Và cõi trời chẳng ai chiếm lấy một mình được. Bất cứ ai, bất cứ nhân loại nào, chúng sanh nào, hữu tình nào có tu hành, biết làm phước, biết trì giới, có tham thiền, có đức tin, biết làm lành lánh ác, đều có thể hóa sanh lên cõi trời này để thọ hưởng phước quả mỹ diệu, thắng xa cõi người. Đành rằng, các cõi trời chưa phải là cứu cánh cho những người hành đạo giải thoát, nhưng cũng là nơi xứng đáng cho chúng ta nhàn cư, an cư, lạc cư tạm thời, khi chưa hành trì công phu đến chỗ rốt ráo. Nó như là phần thưởng khuyến khích, an ủi cho những kẻ khởi tâm tu tập về giai đoạn sơ thiện, hướng thiện, trên lộ trình bỏ mê tầm giác. Vậy nên, hôm nay chúng ta thử tìm hiểu cho cặn kẽ, trạch tri, thông tỏ vấn đề đang bàn, rõ ràng và sâu rộng hơn một chút. 1. Tuổi thọ của chư thiên ở cõi trời Tứ Thiên Vương. Đây là cõi thấp nhất trong các cõi chư thiên. Dưới nó còn có các chư thần thấp hơn như sơn thần, thổ địa, vân vân. Thường một ngày của họ bằng một tháng, một năm so với cõi phàm giới hoặc hơn, tùy theo tầng cao hay thấp. Núi Tu Di hình thế khoảng giữa eo lại, trên dưới rộng ra, từ mặt nước lên đến giữa núi Tu Di có 4 tầng cấp. Tầng cấp thứ nhất bao vòng quanh núi là chỗ ở của thần kiên thủ. Tầng cấp thứ hai bao vòng quanh núi là chỗ ở của thần trì hoa mang. Tầng cấp thứ ba bao vòng quanh núi là chỗ ở của thần thường phóng dật. Ba xứ sở này là nơi ở của các vị thần dưới quyền thống lãnh của Tứ Thiên Vương. Tầng cấp thứ tư bao vòng quanh núi là trụ xứ của 4 vị thiên vương, gọi là Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương thống lãnh chư thần ủng hộ 4 đại bộ châu. Phương Đông, giữa chừng núi Tu Di, là chỗ ở của trị quốc thiên vương và chư thiên tùy thuộc, họ bảo hộ Đông Thắng Thần Châu. Phương Nam giữa chừng núi Tu Di là chỗ ở của Tăng Trưởng Thiên Vương và chư thiên tùy thuộc, họ bảo hộ Nam Thiện Bộ Châu. Phương Tây giữa chừng núi Tu Di là chỗ ở của Quảng Mục Thiên Vương và chư thiên tùy thuộc, họ bảo hộ Tây Ngưu Hóa Châu. Phương Bắc giữa chừng núi Tu Di là chỗ ở của Đa Văn Thiên Vương và chư thiên tùy thuộc, họ bảo hộ Bắc Câu Lưu Châu. Tứ Thiên Vương mỗi vị đều có 8 viên đại tướng, 91 người con. Theo trí luận thì các thần núi, sông, đất, rừng, cây, thành quách, cung điện, vân vân, tất cả quỷ thần đều thuộc về quyền thống nhiếp của Tứ Đại Thiên Vương. 50 năm của một đời người bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời Tứ Thiên Vương. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, 12 tháng như vậy làm thành một năm. 500 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên Tứ Thiên Vương. Như vậy, một ngày đêm của chư thiên ở cõi trời Tứ Thiên Vương bằng 50 năm ở cõi người. 2. Tuổi thọ của chư thiên ở cõi trời Đao Lợi, còn gọi là cõi trời 33, Tam Thập Tam Thiên.
trời Đế Thích cư ngụ ở cõi trời này. Sở dĩ gọi như vậy vì theo tích truyện, có 33 vị dưới sự hướng dẫn của trời Đế Thích đã làm những việc thiện và được tục sinh tại đây. Trên đỉnh núi Tu Di là xứ sở của trời Đao Lợi, nơi đây địa thế rộng rãi tốt đẹp. Ở bốn góc trên đỉnh núi Tu Di có bốn tòa núi nhỏ, bề cao và rộng 500 do tuần, có thần dược xoa tên là Kim Cương Thủ, trụ nơi đây để tuần thị và hộ vệ chư thiên. Chính giữa đỉnh Tu Di có khu thành rộng lớn tên là Diệu Kiến, chỗ này là thành đô của trời Đế Thích, lầu các nguyên nga tráng lệ, nghiêm sức bằng các thứ tạp bảo. Xung quanh thành Diệu Kiến có 32 thiên sứ, mỗi nơi do một vị thiên chủ quản trị. 32 thiên sứ này với trung đô của Đế Thích hợp lại là 33 thiên sứ, nên gọi là Tam Thập Tam Thiên. Đao Lợi là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Tam Thập Tam, tức là chỉ cõi trời 33. Cõi trời 33 này vốn nằm chính giữa, và ở bốn phía đông tây nam bắc của cõi trời này thì mỗi phía lại có 8 cõi trời. Do đó, tổng cộng có 32 cõi trời, phân bố chung quanh cõi trời 33. 100 năm của một đời người bằng một ngày một đêm của chư thiên ở cõi trời 33. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, 12 tháng như vậy làm thành một năm. 1000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời 33. Như vậy, một ngày đêm của chư thiên ở cõi trời Đao Lợi bằng 100 năm ở cõi người. Nói thêm, tứ đại thiên vương được xem như bốn vị thiên tướng hộ trì bốn châu thiên hạ, nằm dưới quyền lực của Đế Thích Tiên Chủ. Vậy cả hai cõi trời này chỉ có một vị vua, ấy là trời Đế Thích mà nhân gian thường tôn danh là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó vậy. 3. Tuổi thọ của chư thiên ở cõi trời Dạ Ma Vương. Sở dĩ gọi là Dạ Ma vì vua cõi trời này tên là Sujama. Ai làm được nhiều việc lành thì đi đến cõi trời có nhiều thiên lạc này. Đây là nơi mà ánh mặt trời và mặt trăng đều không rọi tới được. Thiên nhân ở cõi Dạ Ma thiên này trên thân đều có hào quang chiếu sáng, cho nên cũng không cần tới ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Dạ Ma là phản ngữ, còn gọi là Sujama. Trung Hoa dịch là thiện thời phân, nghĩa là khéo chia thời giờ. Vì sao gọi là thiện thời phân? Bởi vì cõi trời này nằm ở vị trí quá cao, ánh sáng của mặt trời và mặt trăng đều không thể nào rọi tới được, cho nên thiên nhân ở đây bèn lấy lúc bông sen nở hiệp để phân biệt ngày và đêm. Hoa nở là ban ngày, hoa hiệp là ban đêm. 200 năm của một đời người bằng một ngày một đêm của chư thiên ở cõi trời Dạ Ma. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, 12 tháng như vậy làm thành một năm. 2000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Dạ Ma. Như vậy, một ngày đêm của chư thiên ở cõi trời Dạ Ma Vương bằng 200 năm ở cõi người. 4. Tuổi thọ của chư thiên ở cõi trời Đầu Xuất. Theo từ điển Phật học Hán Việt của nhà nghiên cứu Đoàn Trung Còn, từ Đầu Xuất, Đầu Xuất Đà có nghĩa là tri túc, hỷ túc, diệu túc, thượng túc. Trước kia, khi Đức Thích Ca Mâu Ni chưa thành Phật, thì làm Bồ Tát hộ minh ngự nơi cung trời Đâu Xuất. Chừng Ngài từ giả cung Đâu Xuất mà xuống trần làm Phật, thì Ngài phó chúc lại cho Đức Di Lặc, dặn Đức Di Lặc kế tiếp Ngài nơi cung ấy, mà giáo hóa chư thiên và chư Bồ Tát. Những vị Bồ Tát trước khi giáng thế làm Phật, đều trụ nơi cung Đâu Xuất. Các vị ấy gọi là Bổ Xứ Bồ Tát, hay là Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát, đều là bậc tự tại, thần thông, thường du hóa đi tế độ chúng sinh, và du hành đến các cõi tịnh độ của chư Phật. Đại Bát Niết Bàn Kinh, quyển 32, có nói, trong cõi dục giới, cảnh Đâu Xuất Đà Thiên là tốt hơn hết. Dưới cảnh ấy, chư thiên có lòng phóng dật, trên cảnh ấy, chư thiên có căn ám độn, cho nên cảnh ấy là tốt hơn hết. Ai tu chí, tu giới, sẽ sanh ở cảnh trên, hoặc cảnh dưới. Ai tu thí, giới, định, sẽ sanh ở cảnh Đâu Xuất Thiên. Cõi trời này chia thành hai viện, nội viện và ngoại viện. Ngoại viện do thiên vương sang Đâu Xuất Đà làm chủ, là nơi thiên chúng phàm phu cư trú, phần nhiều chỉ hưởng khoái lạc, ít tu tập. Nội viện là nơi cư trú tu tập của các vị Bồ Tát,
do Đức Bồ Tát Di Lặc làm chủ, thuyết pháp hóa độ. 400 năm của một đời người bằng một ngày một đêm của chư thiên ở cõi trời đầu suốt. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, 12 tháng như vậy làm thành một năm. 4.000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời đầu suốt. Như vậy, một ngày đêm của chư thiên ở cõi trời đầu suốt bằng 400 năm ở cõi người. 5. Tuổi thọ của chư thiên ở cõi trời hóa lạc thiên là tầng trời thứ 5 trong 6 tầng trời cõi dục, tức là tầng trời ở dưới cõi trời tha hóa tự tại và ở trên cõi trời đầu suốt. Vua cõi này là Nimitta. Chư thiên ở cõi này do nhiều phước quả nên tự ý hóa ra những lạc thú, tùy nghi mà họ dụng như ý nguyện. Có nghĩa là, trong những món dục lạc như ăn uống, trang phục, vui chơi, họ ưa cái gì là tự biến hóa ra cái ấy một cách dễ dàng, cho nên gọi là hóa lạc thiên. Ở cõi trời này, thiên nam thiên nữ nhìn nhau hoặc cười với nhau liền thụ thai. Đứa con sinh ra từ đầu gối của người nam hoặc người nữ, trẻ sơ sinh đã to bằng đứa bé 12 tuổi ở cõi người. 800 năm của một đời người bằng một ngày một đêm của chư thiên ở cõi trời hóa lạc. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, 12 tháng như vậy làm thành một năm. 8.000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời hóa lạc. Như vậy, một ngày đêm của chư thiên ở cõi trời hóa lạc bằng 800 năm ở cõi người. We pull people off the street and ask them about their hearts. How's your heart? My heart's pretty good. You sure? How do you know? You're driving a car, you have to check in. 6. Tuổi thọ của chư thiên ở cõi trời tha hóa tự tại là tầng trời cao nhất trong 6 tầng trời cõi dục giới. Chư thiên ở đây có phước báo về các phương diện như dung sắc, thọ mạng, sức mạnh lớn nhất. Tha hóa tự tại thiên có nghĩa chư thiên ở cõi này thọ hưởng dục lạc thắng diệu của cõi trời từ nơi các chư thiên khác. Thiên chúng ở tầng trời phía dưới là hóa lạc thiên, tự mình biến hóa ra năm trần cảnh để hưởng thụ, rồi thiên chúng ở tầng trời này lại lấy các trần cảnh của hóa lạc thiên để hưởng thụ một cách tự tại. Như luận Đại Trí Độ nói, cõi này chiếm lấy sự biến hóa của người khác để làm vui cho mình, cho nên gọi là tha hóa tự tại. Vua cõi này có tên là Mahamara, còn gọi là Đại Ma Vương, ngoài việc cai trị cõi trời của mình, còn thống lĩnh các cõi trời thấp hơn. Chính Đại Ma Vương này còn được gọi là Thiên Ma Ba Tuần, người hay quậy phá Đức Thích Ca, Chư Tăng Ni, sau thỉnh Đức Phật nhập diệt. Tịnh Không Pháp Sư có giảng, Thiên Ma Ba Tuần là chư thiên có phước báo lớn, không phải là người thường, ông ta có thần lực lớn, Phật và Bồ Tát tôn trọng ông ta đó. Chẳng qua là có chút tự tư tự lợi, không buông bỏ được mà thôi. Thật sự tu hành chân chánh, ông ta cũng không phục. Giả tu hành, ông ta luôn luôn trêu đùa quý vị, không phải tu thật, ông ta tìm đến làm phiền quý vị, đến làm khó quý vị. 1.600 năm của cõi người bằng một ngày một đêm của chư thiên ở cõi trời tha hóa tự tại. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, 12 tháng như vậy làm thành một năm. 16.000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời tha hóa tự tại. Như vậy, một ngày đêm của chư thiên ở cõi trời tha hóa tự tại bằng 1.600 năm ở cõi người. Trên đây là 6.